Việt Nam được đánh giá là một thị trường có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp với hơn 7 triệu hecta diện tích đất trồng lúa nước và hàng triệu hecta thuộc các cây trồng khác như rau màu, cây quả, cà phê, cao su, hồ tiêu. Việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp với mong muốn đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về năng suất cũng như chất lượng sản phẩm, nông nghiệp đang được bà con nông dân ngày càng chú trọng. Đặc biệt trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật hiện nay, với sự cạnh tranh rất cao của các đơn vị cung cấp trong và ngoài nước và sự đa dạng trong các dòng sản phẩm, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải chú trọng hơn tới việc định vị hình ảnh của sản phẩm, thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp trong việc cung cấp sản phẩm đến với khách hàng. Là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh vật tư và tư vấn phát triển sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, công ty trách nhiệm hữu hạn Agricare Việt Nam được thành lập từ đội ngũ nhân lực trẻ tâm huyết, kinh nghiệm và thấu hiểu sâu sắc về thị trường nông nghiệp. Mang theo sứ mệnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo trong lĩnh vực hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón và giống cây trồng. Với nhiệm vụ cải tiến liên tục các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ và trình độ năng lực nhân viên để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Cho đến nay, với gần 10 năm trưởng thành và phát triển, Agricare Việt Nam tự hào là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam là đại diện độc quyền phân phối và đại diện thương mại cho các nhà sản xuất lớn có uy tín trên thế giới như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia hay Singapore. Hiện nay Agricare Việt Nam có trụ sở chính tại Hà Nội với hai phân phòng giao dịch tại Quy Nhơn, Bình Định và Thành phố Hồ Chí Minh, một kho xưởng sản xuất tại cụm công nghiệp Quất Động, Thường Tín, Hà Nội, cùng với mạng lưới phân phối, đại lý bán lẻ dày đặc và vững mạnh với gần 100 đại lý cấp 1 và hơn 2.000 đại lý cấp 2 phủ kín khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp với quy mô trên 100 cán bộ nhân viên thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nước và quốc tế, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật và quảng bá sản phẩm đến với bà con nông dân, các đại lý và nhà phân phối. Trong bối cảnh thị trường như hiện nay, Agricare Việt Nam luôn coi trọng sự phát triển bền vững, cùng dẫn đến thành công và luôn sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác trong khu vực và trên thế giới với tâm niệm đôi bên cùng có lợi. Các ngành nghề kinh doanh chính tại Agricare Việt Nam bao gồm hoạt động kinh doanh trong nước với hơn 30 nhãn hiệu thuốc bảo vệ thực vật độc quyền, các sản phẩm phân bón chất lượng cao, phân phối độc quyền các loại giống cây trồng mang thương hiệu Agricare năng suất và chất lượng, hoạt động kinh doanh quốc tế, xuất và nhập khẩu vật tư, hóa chất nông nghiệp, độc quyền phân phối các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam cho các nhà sản xuất lớn trên thế giới. Hoạt động nghiên cứu và phát triển, tư vấn và phát triển sản phẩm thuốc ngành nông nghiệp, nghiên cứu sản xuất sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp phù hợp với thị trường Việt Nam, hỗ trợ thông tin thị trường nông nghiệp. Agricare Việt Nam hiện đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 để đảm bảo tất cả các hàng hóa dịch vụ cung cấp cho khách hàng có chất lượng tốt nhất. Đặc biệt, Agricare Việt Nam đã vinh dự trở thành thành viên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vì Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội. Tháng 11 năm 2012, Agricare Việt Nam đã xây dựng thành công hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm gạo an toàn, chất lượng cao mang thương hiệu gạo Hương Thuần Việt, bao gồm hơn 20 nhãn hiệu sản phẩm gạo đặc sản, an toàn, chất lượng được phân phối rộng rãi tại các cửa hàng, siêu thị, kênh bán hàng trực tuyến và dự án xuất khẩu sang các nước như Lào và Campuchia. Hiện nay, Agricare Việt Nam đang triển khai dự án sàn giao dịch thương mại điện tử, nông nghiệp online và hệ thống hỗ trợ phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao với hơn 100 tên miền, các website liên kết thị trường nông nghiệp trong nước, các website liên kết thị trường nông nghiệp quốc tế. Cuối năm 2013, Agricare Việt Nam ra mắt sàn thương mại điện tử thị trường nông nghiệp.vn. Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử nông nghiệp online, hội tụ tinh hoa hàng hóa và dịch vụ của ngành nông nghiệp Việt Nam và quốc tế, là cầu nối giao thương, mua bán, trao đổi, hợp tác quảng bá thương hiệu và sản phẩm dành cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, công ty Agricare Việt Nam còn thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện, các hoạt động vì cộng đồng và các phong trào đoàn thể sôi nổi. Sự thành công mà Agricare Việt Nam có được ngày hôm nay là nhờ vào sự gắn kết của đội ngũ nhân viên và mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác của công ty. Ngoài những cố gắng cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng và an toàn với giá cả cạnh tranh đến với tất cả các khách hàng, Agricare Việt Nam còn không ngừng nỗ lực để trở thành thương hiệu uy tín với đối tác và bạn bè quốc tế. Agricare Việt Nam đặt cho mình mục tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu của sự chuyên nghiệp và chất lượng trong ngành hóa chất nông nghiệp Việt Nam, cũng như không ngừng mở rộng mối quan hệ kinh doanh và xuất khẩu vật tư hóa chất nông nghiệp đến với thị trường quốc tế.